Anh thấy tôi và Giang Hoa thật sự thân vậy sao? Tôi thấy tôi thân với anh hơn. Bọn chúng rối loạn, chúng ta mới có cơ hội. Em không dùng sinh mạng đổi lấy cơ hội. Anh quay vô trong ngay đi, giờ xem cho người tới xử anh đó.